Kênh LTK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn của anh Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để giao lưu với anh Sang một số hoa kiểng các loại. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với anh Sang. Chào mừng kênh LTK Bonsai. Cảm ơn đã hỗ trợ và phát clip. Hôm nay em có một số mặt hàng về giao lưu: mai chiếu thủy nuôi đột biến, bông trang, nguyệt quế, lộc dừng và khế chua. Nơi đây là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của em là 07468 7769. Xin phép cho vào cây mã đầu tiên, mã số 1, trang hồng phấn lá thẳng. Cây này cũ nở, hoành 16 cứng. Cao là 50. Cao 50. Mã số 1 giao lưu là 800k, bao ship toàn quốc, không chậu. Mã số 2, mai chiếu thủy nuôi đột biến. Cao là 85. Hoành 23. Cây này đẹp. Nu đột biến mai chiếu thủy, mã số 2, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc. Mã số 3, mai chiếu thủy lá nhỏ, cây này hoành phẳng ngón tay cái. Mã số 3 kết hợp hai cây, mai chiếu thủy lá nhỏ, thân này phẳng ngón tay cái, củ nở. Củ vị trí này là 38. Hai cây mã số 3, bao ship 600k, bao ship toàn quốc cả chậu. Mã số 4, mai chiếu thủy nu đột biến. Cây này nè, bự đẹp bà con ơi. Nghiêng là 43. Hoành tổng là 31. Cây này đẹp. 31, nu cục quá, cái trứng này bự. Mã số 4, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc không chậu. Con gỡ chậu bà con, chậu này ship xa dễ bể. Mã số 5, cao 17, 8029. Hoành thổng là 36. Chỗ này xam nhẹ tí, củ nở. Mã số 5, giá 800k, bao ship toàn quốc, con gỡ chậu. Mã số 6, mai chiếu thủy nuôi đột biến. Lô này, mấy cây này bự. Cao 27, 8039. Quá chừng củ bự à. Hoành 35. Mã số 6, giá 900k, bao ship toàn quốc. Ship không chậu nè bà con. Mã số 7, nghiêng là 50. Nuôi đột biến mấy cây này lớn bà con ơi. Hoành 37. Cái dạ dưới này nuôi cục. Mã số 7, giá 1 triệu mốt, bao ship toàn quốc, ship không có chậu. Xin phép. Mã số 8, nghiêng là 42. Củ hoành chỗ này là 39. Cái này xa một chút. Mai nuôi đột biến chiếu thủy này nó mạnh, sao nó mau liền lắm nghe bà con, xa một tí. Mấy cái này già dữ lắm rồi, đường thân gân guốc hết trơn. Mã số 8,
giá 1 triệu bao ship toàn quốc không chậu. Mã số 9 kết hợp 2 cây. Cái lô 2 cây này con ship chậu con bớt, con cũng khó bớt nha bà con, tại vì chậu phân rồi cái độ cồng kềnh rồi hai cây bán không nhiêu cho nên nhờ bà con chốt con cũng khó bớt cái mấy cây sau này. Cao 44. Hoành 15. Mã số 9 kết hợp 2 cây. Giá 500k bao ship toàn quốc cả chậu. Tại này nếu con bớt xuống thì con sợ không có lời. Mã số 10 kết hợp 2 cây. Cao bình quân là 40. Hoành 17. Cây này cũng na ná. Mấy cây nhỏ không có giá tiền này con đi nhanh nhanh bà con, để tập trung mấy cây cuối, cây lớn lớn con quay chậm chậm cho bà con coi. Mã số 10 kết hợp 2 cây. Giá 400k bao ship toàn quốc cả chậu. Mã 11 cao bình quân là 37. Cây này là mai chiếu thủy da xanh lá lớn, hoành 28. Cây này là cây nu đột biến. Mã 11 kết hợp 2 cây giá 500k bao ship toàn quốc. Mã 12 cao bình quân là 32. Hoành 11, cây này to hơn. Mã 12 kết hợp 2 cây là 400k bao ship toàn quốc cả chậu. Cái chậu nó có độ cồng kềnh và độ nặng bà con ơi, cho nên mấy cái cây cặp này con ship cả chậu thì con bớt thì con không có lời, nhờ bà con chốt được con ăn hơn. Cao bình quân là 40, cặp 13. Hoành thân là 15. Mã 13 400k bao ship toàn quốc cả chậu. Mã 14 cao bình quân là 36. Này khó đo hoành. Đo trong này. Hoành 13. Mã 14. Cây này đẹp nha bà con, cây bên đây đẹp, bự hơn đẹp. Mã 14 giá 400k bao ship toàn quốc cả chậu. Nơi đây là Tân Hòa Lai Vung Đồng Tháp. Mã 15 cao là 40. Cây này bự đẹp bà con ơi, cũ còn bự nữa. Hoành 14 cũ còn xuống nữa. Mã 15 giá 450k bao ship toàn quốc cả chậu. Số điện thoại Zalo của em là 07 468 7769. Cao là 37. Hoành 12. Mã 16 kết hợp 2 cây. Giá 450k bao ship toàn quốc cả chậu. Mã 17 cao bình quân là 32. Tổng chỗ này là 22. Mã 17 kết hợp 2 cây giá 450k bao ship toàn quốc cả chậu. Mã số 18
cao bình quân là 39. Hoành là 13. Mã số 18, giá 500k bao ship toàn quốc cả sậu. Mã số 19, cao là 48 bình quân, kẻ 46. Hoành 16. Mã số 19, kết hợp 2 cây, giá 500k bao ship toàn quốc. Mã số 20, kết hợp 2 cây, cao là 39, kẻ 36. Cái cục bú này, cái lô này nuôi đột biến, đặng keo, may chú thể đặng keo. Cục bú này 18, cái này quái. Mã số 20, kết hợp 2 cây, giá 500k bao ship toàn quốc. Mã số 21, hoành 22, hoành 20, kẻ 17, cao bình quân là 40. Mã số 21, kết hợp 2 cây, giá 600k bao ship toàn quốc. Cái này cái dừa, cái gừa hay cái da gì đó bà con ơi, không có rành. Mã 22, nghiêng là 76. Cái cây này khi con ship là con ship không chọn bà con. Cứng quá rồi, chắc đập chậu rồi quá. Mã số 22, giá 900k bao ship toàn quốc không chậu. Tại con sợ cái chậu này bể bà con ơi. Dạ xin phép cho cây mã số 23. Mã số 23 là dạng niên tùng. Cây này con trồng cũng được mấy tháng rồi. Cao là khoảng 1m7. Cây này có cái nhánh gà, có nhánh nó bị teo. Nó gà chưa kịp. Cái này cái xương cũ chứ là nó có cũ bà con ơi. Cũ bự lắm. Đo hoành thân luôn đi. Hoành thân thì vị trí này là 48. Toàn bộ ba bên uống phía có cũ hết, dáng thú. Cái độ cong này thấy cũng hay hay bà con ơi. Dạng niên tùng. Ba bên uống phía là có đế hết. Cái này nó cong cong, có cái lường cong cong. Sao có đế hết. Cái này cũ dữ lắm cũ. Cái thân giót, cái cành nó đầy đủ bà con ơi. Dạng niên tùng. Mã số 32, giá 3,2 triệu bao ship toàn quốc. Xin phép bà con cho con qua mã số. Dạ con xin phép qua cây lộc rừng lá lớn bà con ơi. Mã số này là mã số là 24, lộc rừng lá lớn. Con lấy từ vị trí mà từ mặt đất mà lên cái chỗ này thước dây con đưa không có tới nó bị cong. Là 3m3. Cộng ở trên 1m7 nữa là cái lọc vườn này chiều cao khoảng 5m.
chiều cao 5 m. Mấy cái tay chi này khi mua là nhà dân đã gút cái tay bằng cùm tay cùm chân chưa rồi, nhưng mà nó hơi bị đơ, cho nên là con cắt gút lại là con bẻ dây lại. Cái lọc rừng này bây giờ cái tay nó nhỏ nhỏ xíu, bán này giống như bán lúa non đó bà con ơi. Chớ cây này nó cũng cao cũng bự, tay chi có sẵn chưa nè, cái bắp ta nó bằng cùm giò chưa nè. Tán ngang là khoảng 150. Cái này là con mua hồi xưa là toàn bộ trong này nè. Trong này là trong cái bồn xi măng. Là ghế nó không có bị mặt cắt đi ra mà nó cắm xuống hết. Ghế đều cắm xuống hết. Hoành vị trí này là 112. Ghế nó tròn do hết. Nó tròn do, nó cắm xuống hết này, nó cắm xuống nó gom vô hết trơn. Cái cây này được cái là cái ghế là ghế cũ mà ghế bự, ghế đều hết. Nó cắm xuống hết, nó còn sâu nữa, cắm xuống hết. Hoành 112, cái thước dây chỗ này là hồi nãy con ngồi bên kia là chỗ này nó hơi bị sai. Cho nên con kể là cái hoành cây này khoảng 100 thôi. Tại vì cái hoành đo giờ là bị sai rồi. Con xin lỗi bà con, cái này là con đo bị sai. Tại con ngồi bên kia con lấy cái tay không thấy. Hoành 112 kể là hoành 100. Nổi cục cắm xuống hết. Đường kính cái củ ghẻ này khoảng 101. Đường kính dây thẳng là 101. Tổng nồi trên 300. Mặc dầu cái cành này mới là nó rất còn nhỏ, nhưng mà cái cây này nhà dân nuôi cái đùi này, cái tai co đùi này lâu rồi. Nuôi cái tai co đùi này là khoảng cùm tai cùm chân là nó cũng khoảng cỡ 7-8 năm rồi bà con ơi. Lọc rừng lá lớn. Cái đường kính cộng ghẻ nó là 14 rồi. Ghẻ đều cắm xuống hết trơn. Mấy cây nu đột biến đầu tiên con quay lẹ lẹ. Tại nó chủ yếu là tập trung mấy cây này quay cho bà con kỹ. Chuyến rồi bà con hỏi, nhưng mà tại vì con nói chuyện nhanh quá rồi bà con theo coi cây nó không được kỹ, cho nên cố tình mấy cây đầu con quay nhanh, mấy cây này con quay chậm chậm cho bà con coi kỹ lại. Nhà vườn con ở nơi đây là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của con là 0748 7769. Cảm ơn kênh LTK đã hỗ trợ phát clip, chân thành cảm ơn nhiều. Dạ xin phép, cây lộc vườn mã số 24 này giá bán tại vườn là 10 triệu. Trong quá trình bà con bứng mà gợi ý con giúp bứng ra thì hỗ trợ tiếp con cái tiền bứng lên xe, con chân thành cảm ơn. Xin phép qua cây mã số 25 là cây Nguyệt Quế. Cao 230. Tán ngang 130. Một tay, hai tay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tay với một chớp. Cái này cái đường thân với đường cành nó lắc nhịp đẹp bà con ơi. Già cổ gân guốc à. Nguyệt Quế lá sắn, lá chung. Quá gần guốc rồi, mấy cái tay co này nhà dân lạng lách rất hay. Cái ông này mua của nhà giống như già xưa, mấy ông già xưa ông có mấy cây à.
ở dưới này đều có đế hết. Con mới bư ra con để ba cái gơm mục vô. Và cổ gân guốc. Nhánh này nó có cái đuôi. Giống như cái đuôi. Quanh vị trí này 59 con kể 57. 57 quay ngay vị trí này. Cái này nó coi nó có cái nhịp co lắc đó, cái cành này hay. Nó vừa giống cái cành mà vừa giống cái đuôi, giống như con thú ngồi. Cái đường thân đường cành đẹp. Cây này rễ rất sung, cái tán lá rất lớn, nhưng mà vài tháng cắt lần trong quá trình cắt nó bị mất nước, nó hơi bị teo vô tới đây một chút, nó hơi dở chỗ này điểm này một tí. Có nhánh này nó teo vô tới đây. Nguyệt Quế lá chung, mã số 25, giá 8 triệu bao ship, xe tải 200 km. Xin phép bà con con qua mã số cuối cùng là mã số 26, cây khế chua. Con lấy từ mặt cắt đến mặt đất là 260, là không kể ngọn. Ngọn 1 mét mấy, con kể 1 mét đi. Là 26 cộng mét là 36. 36 ta là từ mặt đất tới đỉnh là con có chịu hao. Tán ngang khoảng 200. Cây khế chua mã số cuối cùng. Ban đầu nhà dân đã uống mấy cái tay này hết. Cây này mỗi lần là rất là cao. Rồi sau này đem trong vườn con đi Hậu Giang đi mua cây xa rồi 2-3 ngày đó nó mất nước. Bắt đầu nó bị cái mặt cắt ở trên này. Mặt cắt trên này có tha một miếng xi măng và tha keo. Cho nên cây này nếu bà con có lòng mua, mà nếu mấy anh em cô chú ở gần á, lại thẩm định coi kỹ thì mua bán nó sẽ dễ hơn. Cây mã số 26. Nhưng mà cây khế này đế lực. Cái khế này với cái lọc rừng là mua trong một chủ là bầu đất trồng trong hộc xi măng. Quanh vị trí này là 90. Còn buông thước dây để đó cho anh Thận anh quay vòng vòng đó bà con ơi. Cái bảng đế này bự lắm. Bảng đế này từ đây qua đây là 33. Toàn bộ là rễ cắm xuống, nó không bị rãnh ra. Trong hộc xi măng nó cắm xuống, nó còn xuống sâu. Ở trên ngọn có cái mặt cắt, nó bị lủng một cái lỗ, cho nên là con để con cành này con thúc. Thúc đặng con nuôi chi. Mới bư ra đưa gơm mục vô bà con ơi. Khi vận chuyển ban đầu khoảng năm rồi nó bị chóc vỏ. Thì sau này là cái cây này là con sẽ cỏ lên rồi con lấy cước con đậy lại, thì khoảng một năm cái chỗ này nó kéo lại. Chỗ này kéo lại. Toàn bộ cái rễ này còn xuống nữa, còn xuống xa. Đây mặt cắt. Mặt cắt. Cây này cắt lùng xuống là lực lắm. Nhưng bây giờ con để tán là con thả cho nó có nhiều tàn, đặng nó quang hợp. Quang hợp đặng nó liền mấy cái mặt cắt rễ. Bây giờ mình cắt sớm quá thì mấy cái mặt cắt rễ nó lâu liền. Dạ mã số cuối cùng là mã số 20. Giá 20 triệu bao ship xe tải 200 km là cây cuối cùng. Em rất mang ơn mà anh Tấn LTK đã hỗ trợ phát clip. Cảm ơn bà con đã xem kênh em lần này. Chân thành biết ơn, chân thành cảm tạ và kính chào.